Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video của mình. Mình là Trọ Đen và đây là những video sàm xí của mình. Chủ đề trong video lần này của chúng ta sẽ là cùng nhau đi tìm câu trả lời cho một câu hỏi vô cùng hay. Một câu hỏi của bạn Trần Hà Bắc. Em đang mất niềm tin ở bản thân và cảm thấy bản thân trở nên yếu kém hơn so với mọi người xung quanh. Anh nghĩ như thế nào? Các bạn nghĩ như thế nào về câu hỏi này? Hãy comment bên dưới cho mình biết nhé. Đầu tiên thì anh muốn xin lỗi em vì từ em câu hỏi này em hỏi anh khá là lâu rồi. Bây giờ anh mới trả lời câu hỏi này được. Sorry nhiều nha. Khi mà mình đọc câu hỏi này thì mình đang cảm thấy bạn ấy đang rất là tự ti về bản thân. Hiện tại thì bản thân mình cũng chưa có thành công gì cả. Biết chắc là một điều rằng là nếu như bạn không tin vào bản thân của bạn thì chẳng có ai tin vào bạn đâu. Có một câu nói rất là hay đó là thắng làm vua, thua làm giặc. Khi bạn đã thành công bạn nói gì cũng đúng và khi bạn thất bại bạn nói cái gì cũng thành sai. Chính vì vậy, hãy tin bản thân bạn. Vì ngoài bản thân của bạn, không ai có thể giúp được các bạn. Khi bạn đang thiếu niềm tin vào bản thân thì dẫn đến cái vế sau là bạn cảm thấy là bản thân mình không bằng người khác. Trong khi người khác có những cái thứ này, cái thứ nọ bản thân mình không có. Và dần dần bạn sẽ tách mình ra khỏi tập thể đó và bạn cảm và sẽ tự tạo cho mình cái vỏ bọc mang tên là tự ti. Nhưng mà khi đó bạn chỉ nhìn vào những thành công của họ có được mà thôi và bạn không hề biết rằng là phải đánh đổi được những thứ đó họ đã trải qua những điều gì. Họ cũng phải rèn luyện, cũng phải đi lên từ thất bại, vấp ngã này, vấp ngã nọ, có được những thứ như ngày hôm nay. Lời khuyên chân thành dành cho bạn ở đó là hãy suy nghĩ một cách tích cực lên. Hãy đặt ra mục tiêu cho mình và tìm cách để đạt được mục tiêu đó. Hãy nghĩ rằng mình phải làm, mình bắt buộc phải làm cái công việc này. Thay vì việc rằng là nghĩ là nó khó, cái này khó quá, cái này khó quá không làm, mình không làm được đâu, Nếu mà như vậy bạn sẽ chẳng làm được cái gì cả. Sai đâu sửa đó, ngã đâu đứng dậy từ đó. Thay vì việc ngồi nhà ngủ rũ rằng là ôi mình sao mình lại thế này, sao mình lại không có cái này, mình không có cái kia, thì hãy bắt tay vào hành động đi. Thà rằng là bạn sai và vấp ngã còn hơn là bạn dậm chân tại chỗ cả một đời. Và nếu như bạn không biết mình phải làm gì và làm như thế nào thì bạn có thể xỏ giày vào này, chạy một vòng quanh nhà, hoặc là bạn có thể đeo tai nghe vào nghe một bản nhạc chill, nghĩ về những kỷ niệm vui của mình thì tức khắc trong đầu bạn sẽ nảy ra rất nhiều lý tưởng. Vậy hãy suy nghĩ tích cực lên, cuộc sống của bạn sẽ đa màu sắc mà thôi. Khi đó bạn sẽ tự tin vào bản thân và khi bạn tự tin vào bản thân bạn sẽ có thể làm rất nhiều việc đó. Cố lên. Và đó là câu trả lời của mình dành cho câu hỏi này. Còn các bạn nghĩ như nào về câu hỏi như này, hãy comment cho mình biết nha. Nếu như các bạn có những câu hỏi, những cái câu chuyện muốn chia sẻ với mình như nào, các bạn có thể ấn vào phần Q&A đây nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Mình cũng đã nhận được khá là nhiều câu hỏi hay và câu chuyện thú vị. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau với những câu hỏi và những câu chuyện thú vị nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. See you next time.